Thưa quý vị, không thể ngồi hay đứng, chỉ nằm và lăn tròn. Mọi hoạt động sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác như một đứa trẻ. Thế nhưng cô gái bé nhỏ Thu Thương đã xây dựng được cho mình một thương hiệu riêng, Thương Thương Handmade, đem lại thu nhập không chỉ cho mình mà cho cả những người khuyết tật khác. Nguyễn Thị Thu Thương, năm nay 32 tuổi, chỉ cao 80cm, nặng 20kg. 32 năm qua, Thương chưa bao giờ đi được trên đôi chân của mình. Nhưng nghị lực của Thương làm bất cứ ai biết cô cũng phải nể phục. Và Thương cũng là nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Bắt đầu sinh ra thì mẹ cứ thấy là khóc rất là nhiều. Và nhất là mỗi lần thay tã. Và tức là mắt thì nhìn trợn này, tay chân thì cong keo. Và sau đấy thì mẹ cho đi bác sĩ thì khám. Bác sĩ bảo là bị bệnh xương thủy tinh. Và tức là mang về nuôi được ngày nào thì hai ngày đấy. Mặc dù Nguyễn Thị Thu Thương không thể ngồi hay đứng mà chỉ nằm và lăn tròn, mọi hoạt động sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác như đứa trẻ. Thế nhưng, mong muốn có thể phụ giúp thêm kinh tế cho gia đình vẫn luôn thôi thúc cô gái nhỏ học và làm nghề. Mẹ không đi được, mình sẽ không làm gì để cho mẹ. Rồi nghĩ về sau, về già thì bố mẹ cũng già và cũng không thể trợ giúp cho mình được nữa. Và mình lại cũng bị như này, chẳng khác một người già. Cái gia đình lại tự nhiên có ba người già. Mình rất sợ. Mình quyết tâm là mình sẽ phải học nghề. Những lần xương bị gãy chỉ vì va đập khiến sự đau đớn hành hạ. Thậm chí có lúc chị phải nằm bất động nhiều tháng. Nhưng tất cả không thể cản nổi ước mơ của chị. Từ những sản phẩm handmade đầu tiên, đến nay chị Thương đã có hẳn một thương hiệu riêng mang tên gọi Thương Thương Handmade và được người tiêu dùng trong và ngoài nước công nhận là sản phẩm bền vững có giá trị thẩm mỹ cao. Khi chúng tôi sản xuất ra và làm việc và cũng mong muốn là làm việc bằng chính sức lao động của mình. Điều đáng nói, không chỉ nỗ lực để bản thân không trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội, mà Thương Thương Handmade đã trở thành mái nhà thứ hai cho những người khuyết tật khác. Để từ đó, cả gia đình Thương Thương lại cùng nhau nỗ lực từng ngày cống hiến, lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng từ chính những sản phẩm họ làm ra. Từ khi tôi bước chân vào cái công việc này thì tôi thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn và đầu óc tư tưởng cảm thấy nó tốt hơn ấy. Đến đây thì giúp mình có công ăn việc làm này. Giúp mình có thêm nhiều những người cùng hoàn cảnh như mình. Mình muốn dành cho các bạn cùng hoàn cảnh và luôn luôn tự tin vào bản thân mình và hãy kiên trì theo đuổi.